Thưa quý vị, giải chạy địa hình núi Cấm Cam Mountain Trail 2023 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang, Ban Quản lý Khu Du lịch núi Cấm, Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên, Khách sạn Victoria Hàng Châu, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Vitray 365 phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 11 tại Khu Du lịch núi Cấm, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên. Đây không chỉ là một hoạt động thể thao mà còn là cơ hội để du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của vùng bảy núi An Giang. Giải chạy địa hình núi Cấm Cam Mountain Trail 2023 là giải chạy bộ địa hình đầu tiên với quy mô lớn được tổ chức chuyên nghiệp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự kiến giải sẽ thu hút trên 1.000 vận động viên ở khắp các tỉnh thành về tham gia tranh tài ở 4 cự ly 5 km, 15 km, 21 km và 42 km. Sự kiện sẽ chính thức diễn ra vào ngày 12 tháng 11 năm 2023 tại khu du lịch núi Cấm, thị xã Tịnh Biên. Các cự ly tranh tài chạy qua các cung đường núi quanh co, những cánh rừng quan sơ bạt ngàn và rất nhiều điểm tham quan du lịch xung quanh khu vực núi Cấm, một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng không chỉ tại An Giang mà cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giải chạy địa hình núi Cấm Cam Mountain Trail 2023 nhằm giới thiệu với du khách về khu du lịch núi Cấm, qua đó tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng và lợi thế về du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch địa phương. Đồng thời, đây cũng là điểm nhấn hoàn toàn mới để tạo sân chơi, thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn chạy bộ địa hình của tỉnh An Giang nói riêng và các tỉnh thành lân cận nói chung, ngày một phát triển, phát huy tinh thần thể dục thể thao, kết nối giao lưu các nền văn hóa địa phương và quốc tế.